Xin chào quý vị và các bạn. Trung đã đúng khi vẫn đang đi theo hướng điều tra. Chính Thanh là người có liên quan tới vụ tai nạn của Nhi, cũng chính hắn có liên quan tới cái chết thảm thương của Minh. Trung cho người tìm hiểu vào khoảng thời gian Minh và Phong rời khỏi thành phố, Thanh đã đi đâu, làm gì, và rồi ông trời không phụ lòng người có công. Những cố gắng của Trung đã được đền đáp khi anh tìm có trong tay một đoạn camera của một người dân sống gần bãi đất trống. Thanh xuất hiện, theo sau là đám côn đồ máu lạnh. Với manh mối quan trọng này, chỉ cần Trung giao nộp cho công an, chỉ cần lấy lời khai của Thanh. Một khi bằng chứng ngoại phạm của hắn không khớp, thì Thanh sẽ được đưa vào diện tình nghi, cộng với Phong bình an vô sự trở về. Cùng chiếc điện thoại, thì kẻ độc ác, bất chấp thủ đoạn như Thanh, sẽ sớm cúi đầu nhận tội, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Khi có cái nhìn thiện cảm hơn về Hằng, khi không còn bị hận thù làm mờ đi lý trí, Trung chứng tỏ bản lĩnh của một người giỏi giang, xuất chúng, lại có tầm nhìn. Với khả năng phân tích, phán đoán, Trung đã sớm nhận ra nhiều điểm bất thường của Thanh. Đã vậy, trước khi gặp tai nạn, Trung biết được Phong và Minh từng có màn đấu khẩu nảy lửa với Thanh ngay trước cổng công ty. Giữa họ chắc chắn có bí mật gì đó. Rồi chiếc vòng tay của Thanh tại sao lại vô duyên vô cớ rơi vào trong phòng trọ của Minh? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa đó, Thanh cho Thiện, cánh tay phải đắc lực của Minh, tìm hiểu thật kỹ về Thanh, về những gì hắn làm. Thiện hớn hở báo tin vui cho Trung. Lần này thì tao dám khẳng định với mày, Thanh có mặt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án. Trung cau mày, có gì thì mày vào thẳng vấn đề đi, đừng ở đó mà khoe mồi múa mép nữa. Thứ tao cần là bằng chứng. Nụ cười trên môi Thiện liền vụt tắt. Người gì đâu mà khô khan, tao chẳng hiểu vì sao tao có thể chơi với mày lâu như thế. Rồi Thiện tiếp tục bài ca than thở. Làm việc cho mày giết rồi, tao cũng trở thành thám tử lúc nào không hay. Xin mày sau lần này, hãy để tao về đúng với vị trí trợ lý, làm việc đúng với chuyên môn của tao. Nếu không thật lãng phí mấy năm tao ăn học. Nhưng nhìn ánh mắt không muốn đùa của Trung, Thiện vào vấn đề chính. Anh đặt lên bàn chiếc USB, giọng tự tin. Đây là đoạn camera tao có được ở một nhà dân gần đó. Hôm đó, Thanh nói là đi gặp đối tác, nhưng hắn xuất hiện ở chỗ bãi đất trống. Còn thông tin này nữa, Thanh có thuê xe đến hiện trường. Mày thấy tao hoa giỏi chưa? Trung miễn cưỡng tán thưởng Thiện. Lần này thì mày làm rất tốt. Thiện nở mày nở mặt, rồi không quên ra lệnh. Thế chiếc camera hành trình của chiếc xe đâu? Thiện ngớ người. Thì tao mới tìm hiểu được thế này. Tao vội vã tới báo với mày ngay. Trung giơ tay định đấm cho thằng bạn thân một cái. Thế mày còn không biết việc mà vẫn còn ngồi đây? Thiện ấm ức. Tao chạy như trâu như ngựa ngoài đường mà mày chẳng để tao thở hơi một lát. Sau lần này chắc tao xin nghỉ việc chỗ mày, tới làm chỗ Hằng còn thích hơn. Miệng càm ràm thế thôi, nhưng chân Thiện nhanh chóng rời đi. Vì chuyện này liên quan rất nhiều người vô tội. Chỉ vài tiếng đồng hồ, Thiện lại hớt hải tới gặp Trung. Lần này nụ cười còn rạng người hơn khi nãy. Thiện bà Hoa trích tròe. Lần này mày nên thăng chức, tăng lương cho tao. Rồi Thiện rút ra một chiếc USB khác đặt trên bàn. Đây là lời khai của ông chủ cho Thanh thuê xe. Còn có cả hợp đồng nữa. Có điều camera hành trình lại bị hư. Nhưng lần này thì hắn không được may mắn, vì trên xe đã gắn định vị để biết xe đã di chuyển tới những đâu. Giờ thì tao phải công nhận khả năng phán đoán của mày. Tay Thanh này đúng là không tầm thường. Những ngày đó, Thanh luôn nói là đi gặp đối tác, tìm lý do hợp lý để giải quyết việc vắng mặt ở công ty. Chỉ cần Thanh giao nộp những bằng chứng này cho công an, nếu như Thanh không tìm ra được chứng cứ ngoại phạm, thì nghiễm nhiên Thanh sẽ được lọt vào danh sách tình nghi. Chưa dừng lại, trong quá trình điều tra, Trung phát hiện ra chiếc vòng tay của Thanh không thể vô duyên vô cớ rơi ở phòng trọ của Hằng. Đã vậy Hằng không biết, bé không biết, thì chỉ có liên quan tới Minh. Thời gian gần đây, Thanh cũng có nhiều biểu hiện khác thường. Chẳng phải Thanh và Mỹ đã công khai đám cưới, tại sao hắn vẫn lén lút qua lại gặp Hằng, còn tha thiết muốn nối lại tình xưa với cô? Rốt cuộc Thanh đang có âm mưu gì? Hay hắn cố tình tiếp cận Hằng để tìm lại chiếc vòng tay? Có như vậy, mọi dấu vết mới được xóa sạch sẽ. Trung tương kế tiểu kế để cô em họ của mình biết mối quan hệ bắt cá hai tay của Trung. Và rồi Mỹ vốn nghi ngờ tình cảm dành cho cô, lại thấy mẹ con Thanh lấy hết lý do này tới lý do khác chỉ hoãn hôn lễ. Cô theo dõi nhất cử nhất động của Thanh,
Sau mỗi lần gặp cô, nói những lời ngon ngọt với cô, thì hắn lại chạy tới chỗ Hằng, tận tai nghe được những lời van xin Hằng quay lại. Thanh còn giở trò động tay động chân với Hằng. Đương nhiên, cô gái cá tính mạnh mẽ như Hằng, làm sao cho phép mình tắm hai lần trên một dòng sông? Nhất là giờ đây, trái tim Hằng không còn chỗ trống cho hắn. Cô thẳng tay tát vào mặt Thanh, rồi dõng dạc tuyên bố, tôi và anh giờ là người dưng nước lã, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Nếu anh còn dám bén mảng tới đây quấy rối, thì lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu. Thanh vẫn lươn lẹo níu kéo. Từ trước tới giờ, người anh yêu là em. Từ ngày em bỏ anh đi, anh mới nhận ra em quan trọng thế nào đối với anh. Dù Thanh có thể thốt, có hứa hẹn đủ điều, nhưng Hằng vẫn không mảy may rung động. Còn Mỹ đứng ở ngoài, nhìn chồng sắp cưới của mình giở trò ong bướm với cô gái khác. Cô không kiềm chế được cơn giận dữ. Cô siết chặt tay. Anh được lắm. Thế mà mở miệng ra anh nói chỉ cưới mình tôi. Cô ta thì có gì hơn tôi cơ chứ? Rồi cô nhìn vào thực tế. Cô nhận ra chẳng qua Thanh và Mỹ đang cùng hội cùng thuyền. Hắn sợ cô nói ra toàn bộ bí mật, nên để xoa dịu cô, để bịt miệng cô, hắn mới cho cô một danh phận, chứ hắn chưa bao giờ yêu cô. Mỹ cay đắng rời khỏi chỗ của Hằng. Cô đứng đợi trước cổng nhà Thanh. Thấy bản mặt của hắn, cô liền lao tới chất vấn. Anh nói đi, anh vừa đi đâu về? Thanh lấp liếm. Em cũng biết dạo này lo việc thành lập công ty, anh đang rất bận. Em đừng nói chuyện trẻ con nữa vậy được không? Mỹ cười mỉa, rồi lấy chiếc điện thoại đưa cho Thanh xem hình ảnh Thanh xuất hiện ở cửa hàng của Hằng. Cô chua chát. Chuyện gió mười mười thế này rồi, mà anh vẫn bao biện được hay sao? Anh nói đi, rốt cuộc cô ta hơn tôi ở điểm nào? Thấy thái độ ghen tuông, hung hãn của Mỹ, Thanh sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn hạ giọng. Chuyện đâu còn có đó, em đừng làm sùm lên được hay không? Có gì hãy vào nhà đã. Mỹ vùng vằng. Anh định để cho mẹ anh biết chuyện tình tay ba giữa anh, tôi và cô ta, hay để mẹ anh biết con trai bà chính là hung thủ giết người? Thanh ra hiệu cho Mỹ nhỏ miệng lại, thì cô càng hăng máu. Cô điên tiết. Tôi nói để anh biết, nếu anh dám phản bội tôi, nếu anh dám dồn tôi vào bước đường cùng, thì tôi sẽ không nhân nhượng với anh đâu. Cùng lắm tôi sẽ thú nhận mọi việc. Tôi chỉ mang tội tòng phạm, còn anh, chính anh mới là người kết liễu mạng sống của mình. Lần này thì thiện đã chứng tỏ được bản lĩnh chuyện rình mò của mình. Lần này thì thiện đã chứng tỏ được bản lĩnh chuyện rình mò của mình. Đứng ở góc khuất, tuy không nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng anh nghe Mỹ nói cái gì mà giết người, cái gì mà có mình. Liệu rồi, với thông tin quý giá này, Trung sẽ làm gì để thuyết phục Mỹ đứng về phía anh, vạch trần tội ác của Thanh? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.